Ngọc Dung xin kính chào quý khán thính giả đến với Điểm tin Thế giới. Kính mời quý vị theo dõi các điểm tin do Võ Thái Hà tóm lược. Làn sóng biểu tình ở Thái Lan yêu cầu cải cách dân chủ trong nước vẫn tiếp tục leo thang. Hôm qua, ngày 14 tháng 11, hàng nghìn người một lần nữa tập trung biểu tình thủ đô ở Bangkok, Thái Lan. Nhóm sinh viên thậm chí còn quấn tấm màn trắng với các khẩu hiệu kêu gọi cải cách quanh tượng đài dân chủ nổi tiếng. Theo RTI, làn sóng phản đối này đã bắt đầu lan rộng từ tháng 7 đến nay. Lời kêu gọi ban đầu là kêu gọi cựu tướng lĩnh quân đội, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha từ chức. Các cuộc biểu tình sau đó leo thang. Vào tháng 10, nhóm sinh viên đã phá bỏ điều cấm kỵ lâu đời và đề xuất cầu cải cách từ hoàng gia quyền lực. Theo cảnh sát, ở Bangkok, khoảng 2.500 người biểu tình đã tập trung tại tượng đài dân chủ ở Bangkok hôm qua. Reuters đưa tin, nhà hoạt động xã hội Sombat Bungamanong đã đứng trên một chiếc xe tải biểu tình với chiếc mũ cướp biển và lớn tiếng nói với đám đông rằng ông ta không chỉ bất tài mà còn thiếu tính hợp pháp. Chính bởi Prayut Chan-o-cha, Thái Lan không tiến bộ lên được, đồng thời những người biểu tình chế nhạo chính phủ bằng các ca khúc và điệu múa. Mỹ kêu gọi Nhật, Hàn cứng rắn với Trung Quốc. Phát biểu từ Seoul tại một sự kiện trực tuyến do Viện Nghiên cứu Brookings tổ chức hôm 13 tháng 11, ông Napper, phó trợ lý bộ trưởng phụ trách Hàn Quốc và Nhật Bản, nói rằng Washington biết Nhật Bản và Hàn Quốc có mối quan hệ rất phức tạp và đa chiều với Trung Quốc, theo Reuters. Tehran, Bắc Tín, thủ lĩnh số 2 Al-Qaeda bị hạ sát ở Iran. Bộ Ngoại giao Iran khẳng định không có khủng bố ở Al-Qaeda trên lãnh thổ nước này, cho rằng thông tin truyền thông Mỹ đưa ra là kịch bản Hollywood. Tuyên bố của Iran được đưa ra sau khi tờ New York Times của Mỹ dẫn lời quan chức tình báo Mỹ giấu tên cho biết các đặc vụ Israel có bắn chết Abu Muhammad al-Mursi, thủ lĩnh số 2 của nhóm khủng bố Al-Qaeda, trên đường phố Tehran hồi tháng 8 theo chỉ thị từ Mỹ, theo Reuters. Người Mỹ không im lặng. Diễu hành triệu MAGA ủng hộ ông Trump. Nhiều người dân Mỹ hôm thứ Bảy ngày 14 tháng 11 giờ địa phương đổ xuống đường ở Washington DC để tuần hành phản đối gian lận bầu cử và ủng hộ Tổng thống Trump. Khoảng 10 giờ 30 sáng, Tổng thống Trump rời Tòa Bạch Ốc và đoàn xe của ông đi qua đám đông người ủng hộ đang tụ tập trên đường tới Trump National ở Sterling, Virginia, theo The Guardian. Chuyên gia Tổng thống Trump sẽ thắng vụ kiện phiếu bầu sau ngày bầu cử ở Pennsylvania. Trong cuộc phỏng vấn trên Breitbart News Tonight, vào ngày 12 tháng 11, chuyên gia Dershowitz cho rằng tôi nghĩ rằng Tổng thống Trump sẽ thắng trong vụ kiện ở Pennsylvania, theo The Epoch Times. Dù cho cơ quan lập pháp của Pennsylvania đã bác bỏ đề xuất tiếp nhận những lá phiếu đến muộn, thì tòa án tối cao của tiểu bang vẫn giữ nguyên quyết định của thư ký trưởng Kathy Brookvard về việc chấp nhận chúng. Luật gia Dershowitz lập luận đó có thể là một quyết định đúng đắn về mặt lý thuyết, nhưng hiến pháp không cho phép bất kỳ ai trong tiểu bang ngoại trừ cơ quan lập pháp của bang đưa ra quyết định về các cuộc bầu cử. Ông Dershowitz nhận định vụ kiện ở Pennsylvania rõ ràng thuộc về các tòa án liên bang, nhưng tối cao pháp viện sẽ không thụ lý vụ việc trừ khi kết quả sẽ ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử năm 2020. Điều tra số phiếu bất hợp pháp ở 4 bang chiến trường đủ để phế bỏ kết quả bầu cử Mỹ. Trong vòng hơn một tuần, các nhóm chuyên gia công nghệ thông tin tình nguyện, các nhà phân tích dữ liệu, kiểm toán,
kiểm toán viên và hơn thế nữa, đã phát hiện ra đủ khả năng gian lận để lật đổ cuộc bầu cử năm 2020, theo Joe Hobbs. Trong tuần qua, các nhóm chuyên gia đã tập họp để đảm bảo tính toàn vẹn của cuộc bầu cử của Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020. Những nhóm chuyên gia làm việc liên tục và đào sâu vào dữ liệu bầu cử để xác định rằng bằng chứng gian lận tiềm năng, mặc dù thành viên của Hội đồng điều phối chính phủ về cơ sở hạ tầng bầu cử, trợ lý giám đốc CISA, Bộ trưởng Ngoại giao quốc gia và những người khác gọi cuộc bầu cử năm 2020 là cuộc bầu cử an toàn nhất từ trước đến nay. Nhưng bằng chứng thực tế chỉ ra một câu chuyện hoàn toàn khác. Joe Hobbs, tác giả cuốn sách mới xuất bản In God We Trust, Not in Lying Liberal Lunatics, cho biết chỉ trong một tuần chúng tôi đã phát hiện ra các hoạt động gian lận và phiếu bầu có khả năng bị gian lận nhiều đủ để lật đổ cuộc bầu cử năm 2020. Chúng tôi đã báo cáo về việc nhiều sự cố về các hoạt động gian lận trên khắp đất nước trong cuộc bầu cử này, từ tuyên bố sai sự thật về sự cổ vỡ nguồn nước ở Atlanta đến việc kiểm soát sự thiếu sót trong các máy bỏ phiếu điện tử được sử dụng trên toàn quốc, ổ đĩa flash bị mất ở Milwaukee, đến việc tắt các công cụ phần mềm xác nhận gian lận chữ ký ở Nevada. Cuộc bầu cử này là một mớ hỗn độn. Có đủ các vấn đề pháp lý được xác định cho đến nay để chỉ ra đây là cuộc bầu cử tham nhũng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Vậy tác động là gì? Hệ thống bỏ phiếu Dominion có mối liên hệ với Clinton, Obama, George Soros và Venezuela. Ngoài những lời kết tội từ luật sư của ông Trump, Rudy Giuliani, chuyên gia công nghệ thông tin tạo ra email, cũng có bằng chứng nghiên cứu độc lập về khả năng chuyển phiếu bầu, theo Patty McMurray. Sau khi Tổng thống Trump đăng dòng tweet về một kế hoạch gian lận cử tri khổng lồ có khả năng liên quan đến hệ thống bỏ phiếu Dominion, đội ngũ kiểm duyệt cách tả của Twitter đã bỏ qua tất cả các bằng chứng, ngay lập tức đưa ra lời cảnh báo rằng họ phản bác tuyên bố của Tổng thống Trump về gian lận cử tri được báo cáo theo trích dẫn từ phóng viên Nhà Trắng của OANN, Chanel Ryan. Báo cáo Dominion đã xóa 2,7 triệu phiếu bầu cho Trump trên toàn quốc. Phân tích dữ liệu cho thấy 221.000 phiếu bầu ở Pennsylvania chuyển từ Trump sang Joe Biden, 941.000 phiếu bầu cho Trump đã bị xóa. Tiểu bang sử dụng hệ thống kiểm phiếu Dominion đã chuyển 435.000 phiếu bầu cho Trump sang Biden. Ông Trump viết và gắn tên phóng viên Chanel Ryan của OANN cùng thông báo. Mối liên hệ của Dominion với nhà nước độc tài. Sau đó, người dẫn chương trình của Fox Business, Lou Dobbs, đã có một cuộc phỏng vấn đáng kinh ngạc với cựu thị trưởng New York và công bố viên liên bang Rudy Giuliani, người hiện là cố vấn pháp lý cho Tổng thống Trump. Trong cuộc phỏng vấn của mình, ông Giuliani giải thích rằng trên thực tế máy bỏ phiếu có thể bị tấn công. Ông giải thích rằng Smartmatic sở hữu hệ thống bỏ phiếu. Dominion và công ty Smartmatic được thành lập bởi ba người Venezuela, những người rất thân cận với nhà độc tài Hugo Chavez. Ông nói thêm rằng họ hiện đang theo sát Maduro, nhà độc tài hiện đang tại ở Venezuela. Ông Giuliani tuyên bố mục đích của công ty này là ấn định các cuộc bầu cử. Ông cũng tiết lộ rằng các máy bỏ phiếu sẽ gửi tổng số phiếu bầu của Hoa Kỳ đến Barcelona, Tây Ban Nha, nơi chúng được tính toán. Mark Zuckerberg, Biden sẽ là tổng thống tiếp theo của chúng ta. Trong một cuộc họp gần đây, giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg đã nói với các nhân viên của mình rằng Joe Biden sẽ trở thành tổng thống tiếp theo của chúng ta, theo Breitbart. BuzzFeed News đưa tin rằng trong cuộc họp gần đây với nhân viên Facebook,
Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg đã tuyên bố, tôi tin rằng kết quả của cuộc bầu cử hiện đã rõ ràng là Joe Biden sẽ trở thành tổng thống tiếp theo của chúng ta. Zuckerberg nói thêm, điều quan trọng mà là mọi người phải tin tưởng rằng cuộc bầu cử về cơ bản là công bằng và điều đó phù hợp với hàng chục triệu người đã bỏ phiếu cho Trump. Ông Zuckerberg đưa ra những phát biểu này khi được hỏi rằng Facebook có kế hoạch làm việc với chính quyền mới như thế nào. Kính thưa quý khán thính giả, điểm tin thế giới đến đây xin chấm dứt. Ngọc Dung xin thân ái kính chào, tạm biệt quý vị và hẹn lại trong chương trình kỳ tới. Kính chúc quý vị một ngày và an lành cùng với gia quyến. Đồng thời chúng ta xin cầu nguyện cho mọi người sáng suốt để tìm ra một vị tổng thống đương thời để hướng dẫn một nước Mỹ được cực quyền hơn và mạnh mẽ hơn. Kính chào toàn thể quý vị.